Minh Hải miền Đông trở lại các bạn với một câu chuyện vô tình chú ngủ với cháu. Sau đây tôi kính mời quý vị các bạn hãy lắng nghe chi tiết câu chuyện này. Và tôi vào phòng lặng lẽ nằm bên cạnh cháu. Tôi vuốt ve cháu như với người yêu và bất ngờ cháu tỉnh giấc. Lúc này đây, tôi cảm thấy mình thật là tội lỗi và không còn mặt mũi nào nhìn gia đình anh trai nữa, đặc biệt là cháu gái của tôi. Tôi đã làm một việc tồi tệ mà chính bản thân cũng không thể điều khiển nổi vì lúc đó tôi không còn tỉnh táo. Tôi không dám đối mặt với sự việc này, dù đó là sự thật, vì tôi đã cướp mất đời con gái của cháu tôi. Ngoài cháu và anh trai biết chuyện, tôi không dám nói cho ai, chỉ dám viết lên đây để mong được chia sẻ cùng quý tòa và với nhẹ đi lòng dây dứt trong tôi mà thôi. Tôi là đàn ông, một gã đàn ông thực sự nhưng chưa vợ. Tôi ở nhờ nhà anh trai vì công việc thuyên chuyển công tác nhiều lần. Đó là ngày tôi lên Hà Nội. Thật may mắn cho tôi là bạn gái tôi cũng đang học tại thủ đô, nên khi đó tôi không bị buồn tẻ, lúc nào cũng đi chơi cùng cô ấy, cảm thấy cuộc sống thật là ý nghĩa. Hai chúng tôi yêu nhau trong sáng, và lại vì khoảng cách nên cũng không có nhiều thời gian gần gũi nhau ngoài những cuộc điện thoại và tin nhắn. Đêm ấy khi đi chơi cùng nhau, tôi đã uống quá chén. Tôi là thằng đàn ông mẫu mực, nhưng không hiểu sao hôm ấy tôi lại muốn đi quá giới hạn với bạn gái. Có lẽ lâu ngày không gặp nhau nên khi ôm hôn nhau tôi đã không kiềm chế được lòng mình. Nhưng ngay lập tức tôi bị bạn gái đẩy ra và nói tôi không ra gì. Tôi buồn, rất là buồn lòng và trở về nhà, nhưng trong bụng vẫn muốn được gần gũi bên cô ấy. Lúc này rượu càng ngấm và tôi đã nhìn mọi vật không còn rõ ràng nữa. Tôi mở cửa vào nhà để lên phòng ngủ, nhưng trong lúc đi ngang qua phòng của đứa cháu gái đang ngủ, cái khát khao gần gũi phụ nữ của tôi lại dâng lên. Tôi không biết làm thế nào và ngay lập tức con thú hoang trong tôi trỗi dậy. Cháu mặc áo mỏng, quần bó sát khiến cho tôi tưởng tượng ra thân hình của người yêu. Tôi không đổ tội cho hoàn cảnh, nhưng có lẽ men rượu đã khiến tôi làm như thế. Và tôi vào phòng, lặng lẽ nằm bên cạnh cháu. Tôi vuốt ve cháu như một người yêu và bất ngờ cháu tỉnh giấc. Chẳng hiểu sao lúc ấy gã đàn ông đốn mặt trong tôi lại phản ứng nhanh đến vậy. Tôi nhảy bổ lên bịt miệng cháu lại, khiến cháu tôi không thể cựa quậy được, và tôi bắt đầu làm chuyện ấy. Cháu gào thét trong đau đớn. Đang khi tôi còn chưa tỉnh thì bất ngờ anh trai tôi đã đi qua. Thật không may cửa không đóng và tôi bị ăn một quả đấm, ngã vật mặt xuống đất. Tôi bị thương hết phần mặt và mắt thâm tím. Ngày hôm sau, tôi bỏ nhà ra đi chỉ kịp chào chị dâu một câu mà không ai biết lý do tại sao. Cũng không còn dám nhìn xem đứa cháu gái kia đau khổ như thế nào. May mắn là anh ta tôi không tố giác tôi, nếu không tôi đã phạm tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên rồi, vì án tù có lẽ không phải ngắn. Anh trai không thèm nhìn mặt tôi một lần từ lúc ấy, anh chỉ lặng lẽ nói với vợ rằng chú ấy phải chuyển công tác. Tôi biết mình đã gây ra tội lỗi quá lớn và không còn mặt mũi nào để đối diện với gia đình anh, với người yêu của tôi. Chỉ vì một chút không kiểm được lòng mà tôi đã thành ra như thế. Tôi không dám xin một câu tha thứ, vì tội của tôi là tội trời đánh. Tôi phải sống làm sao bây giờ? Thưa quý vị và các bạn, quả thật đây là một câu chuyện mà người đàn ông này, người thanh niên chưa vợ, một người chú, tức là một người chú ruột, đã chia sẻ lại một câu chuyện mà anh ta cho anh ta là một con thú. Đúng như vậy các bạn ạ. Con người đã nói con mà. Chúng ta sống,
có tâm, có đức thì đó là một con người. Còn chúng ta sống vô tâm, vô đức thì trở thành một con thú và một người chú ruột đã không kiềm chế được bản năng của con người và đã trở thành một con thú. Anh ta đã vô tình hại đời cháu ruột của mình vì cháu cũng chưa đủ tuổi thành niên. Cũng chỉ vì men rượu, rồi cũng chỉ vì người yêu từ chối mà anh ta về nhà đã vào phòng cháu và đã ăn ngủ với cháu. Và anh ta đã chia sẻ lại cái câu chuyện này cũng không mong muốn gì để ai mà tha thứ cho anh. Nhưng cái tòa án lương tâm của anh chắc sẽ là theo anh ta suốt đời. Vì câu chuyện cũng cho ta thấy anh ta là một người có học thức, có trình độ, có công việc, làm ăn hẳn hoi, mà anh ta lại nỡ hành động đến đê hèn và đổi bại như thế này. Và đặc biệt là anh trai đã biết sự việc này và cho anh ta một cú đấm, ngã lăn ra nhà. Nhưng cái đó cũng không kịp nữa rồi, vì anh ta đã hại đời con gái của cháu anh ta. Và sau đó anh ta âm thầm ra đi. Và câu chuyện này chỉ có cháu gái biết và anh trai của mình biết. Rồi không biết sau này sẽ đi đến đâu và như thế nào. Nhưng chắc rằng cuộc đời của cháu gái trên trần gian này cũng như là một địa ngục. Vì không biết rằng, không ngờ rằng hại đời mình chính là chú ruột của mình. Đọc một câu chuyện mà quá đau lòng cho bé gái. Và người đàn ông này đã gây ra tội lỗi quá lớn và cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với gia đình anh trai của mình nữa, và với người yêu của anh ta cũng vậy. Chỉ vì là một phút không kiềm lòng được mà anh ta đã thành ra một con thú như vậy. Và anh ta cũng không dám xin một lời tha thứ tội của mình. Cái tội này là tội trời đánh. Và không biết cuộc đời còn lại của anh ta sống phải ra làm sao. Tôi cũng mong quý vị và các bạn lắng nghe chi tiết, bình luận, chia sẻ câu chuyện khá đau lòng này đối với một người đàn ông mà không còn tính con người nữa. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.